Ngày 1 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết dự kiến ngày 20 tháng 6 sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong đơn kháng cáo, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng nên có đơn kháng cáo kêu oan. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo bản án sơ thẩm năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác xử lý, cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Đức Chung với chức năng nhiệm vụ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty Watch Water, Cộng hòa Liên bang Đức, tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất ra chế phẩm Redoxy 3C để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố Hà Nội.